Hồng Mị và Tú Trinh mến chào quý vị đang theo dõi kênh mua sắm trên truyền hình SCJ. Đối với các chị em phụ nữ thì một làn da trắng sáng và rạng rỡ là điều lý tưởng của nhiều người trong xã hội ngày nay. Tuy nhiên, có nhiều yếu tố khác nhau đã làm ảnh hưởng đến làn da của chúng ta. Các nguyên nhân có thể khiến da sạm đen, thâm nám, khô sần như ánh mặt trời, rối loạn nội tiết tố gây nám da, tác động từ môi trường bên ngoài. Ngày hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn một sản phẩm thực phẩm chức năng Arras của công ty US Medical. Với sản phẩm thực phẩm chức năng Larorace hỗ trợ giúp làn da sáng và trắng hồng tự nhiên, săn chắc. Sử dụng thực phẩm chức năng Larorace với 900.000 đồng cho trọn bộ 6 hộp, mỗi hộp 20 viên, tổng cộng có 120 viên. Chúng ta sẽ có được nhận thêm những món quà tặng kèm sản phẩm cho mỗi chị em phụ nữ với 2 chiếc túi xinh xắn, 1 chiếc túi nhỏ sử dụng để đựng mỹ phẩm và 1 chiếc túi lớn hơn sử dụng cho việc đi làm, đi học, đi du lịch. Hãy nhanh chóng để mua hàng trên SCJ qua số điện thoại đặt hàng quen thuộc 1800 8055. Một làn da trắng sáng rạng rỡ giúp chị em có thể tự tin trong cuộc sống và tự tin trong công việc. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhanh tay đặt mua thực phẩm chức năng Larorace hỗ trợ giúp làn sáng da, rạng rỡ và trắng hồng tự nhiên mỗi ngày. Cách dùng: uống tăng cường, uống 4 viên mỗi ngày, chia làm 2 lần sau ăn, dùng 1 tháng. Uống duy trì, uống 2 viên mỗi ngày, chia làm 2 lần sau ăn, dùng từ 4 đến 6 tháng. Một làn da trắng hồng tự nhiên săn chắc và sáng da từ bên trong bao giờ cũng giúp các chị em phụ nữ thêm tự tin hơn trong cuộc sống. Với nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, sản phẩm đã được cơ quan chức năng cấp giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm số 3625/2014 ATTB-XNCB ngày 17 tháng 3 năm 2014. Chị em phụ nữ có thể yên tâm để cảm nhận làn da săn chắc mịn màng, trắng hồng tự nhiên. Mức giá chỉ 900.000 đồng và nhận món quà tặng kèm cho mỗi chị em phụ nữ 2 chiếc túi thời trang, 1 túi nhỏ và 1 túi lớn rất tiện lợi khi đi học, đi du lịch hay đi chơi xa. Hãy nhanh chóng liên hệ đặt hàng trên SCJ. Hiện nay điều kiện thời tiết luôn luôn thay đổi, thêm vào đó là những thói quen làm ảnh hưởng đến da. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị một sản phẩm thực phẩm chức năng Larorace. Đây là một sản phẩm hỗ trợ giúp chúng ta có một làn da trắng hồng tự nhiên ngay từ bên trong. Phụ nữ có nhu cầu làm đẹp da, muốn mình tự tin hơn, hãy liên hệ đặt mua ngay sản phẩm này nhé. Thưa quý vị, đây là một sản phẩm thực phẩm chức năng Larorace hỗ trợ giúp chị em có được một làn da trắng hồng tự nhiên, giúp làm chậm quá trình lão hóa. Sử dụng đều đặn thực phẩm chức năng Larorace sẽ giúp giảm tình trạng khô sần da, nám da, sạm da. Với sản phẩm thực phẩm chức năng Larorace, thiết kế dạng viên mềm, không mùi hôi khét, cầm tay không dính, có thể dễ dàng mang theo khi đi làm và đi chơi. Chúng tôi hy vọng với dòng sản phẩm thực phẩm chức năng lần đầu tiên xuất hiện trên SCJ sẽ mang đến sự tự tin và có thêm một phương pháp làm sáng da từ bên trong dành cho mỗi chị em phụ nữ. Chọn bộ gồm 6 hộp thực phẩm chức năng Larorace, mỗi hộp 20 viên, tổng cộng là 120 viên. Cách dùng: uống tăng cường, uống 4 viên mỗi ngày, chia làm 2 lần sau ăn, dùng 1 tháng. Uống duy trì, uống 2 viên mỗi ngày, chia làm 2 lần sau ăn, dùng từ 4 đến 6 tháng. Dạng hộp nhỏ gọn có thể dễ dàng bỏ vào túi xách, đi du lịch, đi học, đi chơi, đi làm. Với mức giá lần đầu tiên xuất hiện trên SCJ là 900.000 đồng khi mua chọn bộ 6 hộp. Bên cạnh đó, SCJ còn gửi tặng quý khách hàng như túi xách này đây, hai món quà màu sắc tươi sáng để giúp chị em phụ nữ có thể dễ dàng kết hợp với nhiều trang phục khác nhau. Kích cỡ chiếc túi rất rộng, chị em thường ưa chuộng những loại túi rộng như thế này thì có thể để quần áo hoặc một ít mỹ phẩm khi đến cơ quan. Với chiếc túi nhỏ hơn có thể để được mỹ phẩm, điện thoại và nhiều loại vật dụng tiện lợi khác. Hai chiếc túi xách tặng kèm là món quà gửi tặng quý vị khi đặt mua chọn bộ 6 hộp sản phẩm của chúng tôi với mức giá 900.000 đồng trên SCJ ngày hôm nay. Hãy nhanh chóng đặt mua vì đây là một sản phẩm rất rõ ràng về nguồn gốc. Sản phẩm đã được cơ quan chức năng cấp giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm số 3625/2014. XNCP để chị em có thể yên tâm làm đẹp mỗi ngày. Có được một làn da sáng mịn trắng hồng tự nhiên khi sử dụng thực phẩm chức năng Larorace của công ty US Medical. Kiên nhẫn trong quá trình sử dụng thực phẩm chức năng Larorace giúp làm chậm quá trình lão hóa, cho làn da mịn màng, hỗ trợ giảm khô, sần, thâm, nám, sạm, da, giúp da đẹp lên mỗi ngày. Chúng ta nên từ bỏ những thói quen làm ảnh hưởng đến da để có thể sử dụng sản phẩm này hiệu quả hơn, giúp giảm nguy cơ tạo hắc tố da, khô sần da, da thâm nám, vết sạm da. Sau một thời gian sử dụng thực phẩm chức năng Larorace mà thấy hiệu quả thì nên kiên trì sử dụng để có thể phát huy hết hiệu quả lâu dài. Quý vị lưu ý, sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Thực phẩm chức năng Larorace hỗ trợ chị em có một làn da sáng hơn, trắng hồng tự nhiên, giúp chúng ta bắt đầu một ngày mới thật tự tin, dễ dàng hoàn thành công việc ngoài xã hội, yên tâm mỗi ngày nấu những bữa ăn ngon cho chồng con, cho những người mà quý vị và các bạn yêu thương. Thực phẩm chức năng Larorace với mức giá 900.000 đồng, chọn bộ sản phẩm 6 hộp, mỗi hộp 20 viên, tổng cộng có 120 viên trong nhiều ngày sử dụng. Trong chương trình ngày hôm nay, quà tặng là 2 túi xách thời trang trị giá 250.000 đồng, dùng để mang đi học, đi làm hoặc đi du lịch với 2 kích cỡ dễ dàng lựa chọn.
với việc chúng ta có thể sử dụng sản phẩm trong một thời gian dài thì các chị em phụ nữ hãy yên tâm để sử dụng sản phẩm thực phẩm chức năng Raroras hỗ trợ giúp làm sáng da này của chúng tôi. Một làn da trắng hồng tự nhiên, săn chắc từ bên trong, cơ thể kết hợp với biện pháp bảo vệ khi ra ngoài trời thì sẽ có làn da trắng sáng theo thời gian và mang đến sự tự tin cho chị em chúng mình. Hãy nhanh chóng sử dụng ngay với chúng tôi bộ sản phẩm bao gồm 6 hộp thực phẩm chức năng Raroras với 5 hoạt chất làm sáng da, đó chính là tinh dầu hoa anh thảo, tinh dầu thông đỏ và chất xuất từ mầm đậu tương, glutathione và alpha lycopic acid. Hãy đặt hàng trên SCJ để chúng ta có thể mua bộ 6 hộp thực phẩm chức năng Raroras, giá trên SCJ chỉ 900.000 đồng với 120 viên sử dụng lâu dài, được tặng 2 túi sách thời trang cho chúng ta đi học, đi gặp gỡ khách hàng, đi chơi xa, túi nhỏ đựng mỹ phẩm với các vật dụng nhỏ gọn, đồng bộ của Raroras. Với chọn bộ sản phẩm ngày hôm nay đó là thực phẩm chức năng Raroras thì chị em có thêm sự lựa chọn nữa hỗ trợ giúp chúng ta có một làn da trắng hồng tự nhiên, săn chắc từ bên trong. Mỗi phụ nữ đều có bí quyết làm đẹp nho nhỏ cho riêng mình. Ngày hôm nay chúng tôi thực sự rất vui khi được chia sẻ thêm cho các chị em phụ nữ một bí quyết để giúp chị em có một làn da trắng sáng và rạng rỡ. Đôi lúc chúng ta cảm thấy không hài lòng khi làn da bắt đầu xuất hiện những đốm nám, tàn nhang, sạm da do nhiều yếu tố khác nhau trong cuộc sống mang lại. Thực phẩm chức năng Raroras chính là một cách để hỗ trợ giúp các chị em phụ nữ chúng ta có thể giữ cho mình một làn da lúc nào cũng sáng hồng, rạng rỡ và chậm quá trình lão hóa. Chọn một hộp quý vị sẽ có 20 viên, chọn một bộ sản phẩm sẽ có 6 hộp, như vậy tổng cộng là 120 viên, thời gian sử dụng lên tới 2 tháng. Hỗ trợ giúp tăng tính đàn hồi, giúp làm chậm quá trình lão hóa da. Đây là dòng thực phẩm chức năng được sản xuất theo dạng viên nang mềm, dễ dàng sử dụng mỗi ngày, có thể cho vào túi sách, ba lô mỗi khi đi học, đi làm hoặc đi công tác xa, với 5 hoạt chất làm trắng da, hỗ trợ giúp làn da trắng hồng tự nhiên, giúp giảm nám, sạm, khô sần da. Ngoài ra bạn còn được tặng thêm bộ đôi 2 túi sách khi chúng ta đi học, đi chơi, tiện lợi cho công việc của mình và với mức giá chỉ 900.000 đồng. Và ngay bây giờ hãy nhấc máy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại đặt hàng quen thuộc 1800 8055, chúng tôi sẽ giao hàng miễn phí. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Thật là tuyệt vời khi mỗi sáng sớm thức dậy, ta không còn phải lo lắng nhiều về làn da của mình, chị em chúng ta sẽ tự tin hơn với làn da trắng hồng của mình. Không chỉ mua sắm cho mình đâu, mình còn có thể tặng quà cho những người thân thiết trong cuộc sống. Và khi tặng quà, chúng ta không chỉ tặng thực phẩm chức năng Raroras mà còn tặng thêm 2 túi thời trang với gợi ý trên từ thương hiệu Raroras hỗ trợ giúp chị em. Chúng ta sẽ có làn da trắng hồng tự nhiên và săn chắc. Hãy mua hàng ngay trên SCJ với mức giá chỉ 900.000 đồng mà thôi để chúng ta tự tin đón chào ngày mới. Chịu trách nhiệm đưa sản phẩm thực phẩm chức năng ra thị trường bởi Công ty Cổ phần Dược phẩm An Đông. Địa chỉ trụ sở chính: 124 Lương Trúc Đàm, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Nói đến đây thì thời lượng của chương trình đã hết. Hồng Mị và Tú Trinh xin được nói lời tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình khác của SCJ.